Xin chào các bạn, hôm nay thì DJ One sẽ làm một cái video mở hộp cái con camera Kaicam. Dòng này là dòng PTZ19HS nha các bạn. Đó, thì đây là hộp của nó, các bạn có thể xem qua một lượt. Đó. Hộp của nó thì nó giới thiệu về con camera này, một số các chức năng này. Đó. Thì chức năng đầu tiên đó là chức năng lưu trữ trên cloud đám mây này. Tiếp theo là hỗ trợ kết nối wifi này, hỗ trợ phần mềm trên iPhone này, hỗ trợ phần mềm trên Android này, phát điện chuyển động này, đó. Chế độ phát điện chuyển động và báo về điện thoại cho chúng ta. Tiếp theo là chế độ cảnh báo này, chuông báo này. Ok, thì ở bên ngoài nó cũng giới thiệu một chút cho chúng ta rồi, thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong để khám phá xem nó có gì bên trong nhé. Thì mình mở ra mình thấy một quyển sổ hướng dẫn, quyển sổ hướng dẫn sử dụng viết bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Đó. Tiếp theo là bộ ốc vít để chúng ta lắp đặt camera nha các bạn. Đó, bộ ốc vít. Tiếp theo là một bộ bảo vệ dây mạng LAN đấy. Tiếp theo là con camera này. Đó. Nhìn khá là to, khá là đẹp. Nếu mà lắp đặt ngoài trời thì con này được. Con này thì có khả năng chống bụi, chống nước nên là có khả năng lắp đặt được ngoài trời và trong nhà đều được nha các bạn. Đó, mình sẽ để ra đây. Mình mở tiếp ra nhé. Ở dưới này thì nó có một bộ adapter nha các bạn. Bộ adapter này. Thì các bạn có thể xem thông số của bộ adapter này. Ok. Đó. Thì đây là chọn bộ của con camera PTZ Kaicam. Dòng này là dòng 19HS nha các bạn. Đó, đây là chọn bộ của nó. Có những thứ này đây đủ để chúng ta lắp đặt cái con camera này. Đó. Thì mình đi qua xem một chút con camera này nhé. Thì con này nó có thể xoay ngang là 355 độ và xoay dọc là 120 độ nha các bạn. Đó. Thì nó có ống kính này. Ở bên ngoài ra ống kính thì sẽ có bốn đèn hồng ngoại để chiếu sáng ban đêm. Và hai cái đèn ở giữa đây là hai cái đèn chiếu sáng, hai cái đèn để báo động, cảnh báo đó. Đó. Okay. Ở trên này nó sẽ có một cái mic này. Ở mặt sau này nó sẽ có một cái loa. Loa này phát ra âm thanh rất là to và rõ. Đó. Con này cũng có thể lắp được thẻ nhớ nha các bạn. Lắp thẻ nhớ thì các bạn tháo cái con ốc này ra, sau đó nó lắp đặt vào. Bởi vì là nó hỗ trợ để lắp đặt ở ngoài trời nên là vị trí lắp đặt thẻ nhớ nó phải kín. Nên là các bạn xoáy này ra rồi các bạn lắp đặt vào thôi. Nó hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB. Thì các bạn lắp thẻ nhớ 128GB vào thì nó sẽ nhận được nha các bạn. Ok, đây kiểu dáng của nó. Thường nó sẽ được lắp như thế này. Kiểu dáng nó sẽ lắp như thế này. Đó, xoay. Con này có thể xoay được trên điện thoại nha các bạn. Đây là một số các cái thông tin mã QR và ID. Ok. Thì ở đây thì nó có ba cái dây. Dây thứ nhất là khe cắm mạng LAN trong trường hợp mà camera lắp ở quá xa và không thể kết nối được với wifi. Khe cắm thứ hai đó là ở đây là cái nút reset các bạn ạ. Cái nút reset. Tiếp theo là khe cắm nguồn. Đó. Một khe cắm nguồn nha các bạn. Ok. Thì con này có khả năng là phát hiện chuyển động. Khi mà các bạn cài đặt thì có bất kỳ chuyển động nào trong mắt con camera thì hai đèn báo động nó sẽ phát sáng lên, nó nháy sáng lên, sau đó thì lập tức nó sẽ gửi báo động về điện thoại cho chúng ta là có kẻ đột nhập xâm phạm, thì lúc đó chúng ta có thể xem trực tiếp hoặc là truyền âm thanh từ con điện thoại qua con camera này để camera này phát ra tiếng động để cảnh báo dọa cái đối tượng đột nhập. Đó. Thì con này nó có mic và có loa nên là nó có thể đàm thoại được hai chiều, nó vừa có thể thu được âm thanh này, vừa có thể phát ra được âm thanh, rất là tiện lợi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào demo cho các bạn cái chức năng xoay 355 độ cùng xoay dọc 120 độ của con camera này nhé.
vậy là sau tầm khoảng 2 phút mình cài đặt kết nối cái con camera này vào điện thoại thì mình đã kết nối xong được. Thì bây giờ mình sẽ xoay con camera này nhá. Mình sẽ xoay này, nó có 4 nút control này, các bạn xoay này. Đó. Tốc độ xoay của nó rất là nhanh. Các bạn cũng có thể thấy camera đang xoay. Tốc độ xoay rất là nhanh. Đó. Thì như vậy thì các bạn có thể nhìn được tổng quát xung quanh con camera này. Đó. Xoay này, đó. Rất hay. Đó. Tốc độ xoay của nó cũng rất là nhanh nha các bạn. Đó. Hình ảnh thì rất là nét. Chất lượng hình ảnh Full HD 2 megapixel đó. Ok. Thì hôm nay mình có làm một cái video để hướng dẫn video mở hộp cái con camera Kecam dòng 19HS. Kecam 19HS nha các bạn. Thì về cái dòng này mình có làm cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng. Các bạn lên kênh của DJ One sau đó tìm kiếm cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng cái dòng camera này rồi làm theo nha. Ok, thì hôm nay video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.